Con của bác thì bữa nay mình đi chợ dưới quê nè, mình thấy ở đây bán quá trời cá tra luôn. Đằng kia thì bán cá lóc. Giờ mình đi vòng ở chợ dưới quê mình ở miền Tây á, mình giới thiệu với bà con chợ quê mình, mà bà con tiếp tục theo dõi nha. Quá trời cá rồi mà con ơi. Cái này người ta bán trên xe mà coi chưa. Hôm nay anh bán trên xe nè, quá trời cá luôn. Cái nhà hay mình mua bán nè. Cá tra bè 30.000 một cái. Quá trời cá. Cá tra bè 30.000 một cái. Rồi đây ta bán lên nguyên cái xe luôn bà con ơi, rất là ngộ. Trước kia người ta bán ấy rồi này bán xe thôi. Cá tra bè 30.000 một cái. Cá tra bè rộng nguyên xe luôn bà con ơi. Cá tra bè 30.000 một cái. Cá tra bè ba chục một cái. Rồi quá trời cá lóc. Rồi quá cá lóc luôn bà con ơi. Mua cá cậu. Quá trời cá. Cái nhỏ. Quá trời luôn. Đi nước mía đây chú. Làm ly nước mía khổng lồ á. Cái khổng lồ lấy cái thau làm đi. Cà mình đi xuống với chợ cá nè. Bà con tiếp tục theo dõi chỗ chợ bán gà vịt cho mình nha, cho vui nha. Ôi vịt nhóc. Quay đưa đi lên mạng là xong luôn á. Còn hàng có giá nữa đó. Đi.
bữa nay chợ vắng vẻ quá. Ai ơi, quá trời xài mạnh rồi bà con ơi. Rồi bà con thì nãy giờ mình đi chợ dưới quê nè, mình thấy chợ bán quá nhiều đồ luôn. Cảm ơn bà con đã theo dõi.